Tiếp tục chương trình phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, đề nghị quy định cụ thể việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, đảm bảo kiểm soát chất lượng thuốc là một trong những nội dung quan trọng được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Một số ý kiến tại cuộc họp cho rằng không nên quy định tất cả mọi loại thuốc đều phải gia hạn, chỉ gia hạn, xem xét lại những loại thuốc bị Tổ chức Thế giới khuyến cáo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân cấp, điều hành để đảm bảo chất lượng thuốc tốt nhất phục vụ nhân dân. Có những cái loại người ta đã cấp phép một lần rồi, đúng không? Dùng 5 năm rồi mà trong suốt cái thời kỳ đó nó không có cái sự cố, cái rắc rối gì. Thì mình gia hạn tự động hay là không cần phải cấp lại như thế nào đó. Người ta vừa rồi chống dịch có cái chuyện sau đó là gia hạn tự động đến 14.000 loại. Với thứ hai là trong này các ông chí Bộ Y tế lần này rất là cách mạng, là chuyển phần lớn sang cái hậu kiểm, sang cái tiền kiểm là đúng. Nhưng hậu kiểm thì lại nên là cái cơ quan mà quản lý và kiểm tra hậu kiểm này thì nên nó phải cái cấp khác với cấp thừa hành. Cho nên cái hậu kiểm của các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế là rất là quan trọng. Phân cấp điều hành là cho các cục, các cái cơ sở y tế ở dưới các tỉnh. Nhưng mà chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát thì nó lại phải của trên bộ nó phải làm. Tôi thấy rằng là cách tiếp cận chúng ta hiện nay là tất cả mọi loại thuốc vẫn phải có thủ tục gia hạn. Chỉ có là đối với từng loại thì cái thủ tục nó có phân loại khác nhau thôi. Thì chỗ này nếu mà tiếp cận như vậy thì tôi cho rằng cũng chưa thống nhất với chính sách mà chính phủ đã đề ra. Chỗ này đề nghị các đồng chí rà soát thêm. Và theo tôi thì cũng nên theo cái hướng là những cái thuốc mà quá trình thực hiện Tổ chức Y tế không có khuyến cáo, không thấy có vi phạm về chất lượng, vẫn đang lưu hành tốt thì nên là quy định cấp phép một lần cho đến khi nào mà phát hiện ra vi phạm. Đấy, còn những thuốc nào mà có những cái dấu hiệu vi phạm, đấy, dấu hiệu về chất lượng thì lúc đó mới đặt ra cái thủ tục gia hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ cải cách nó mạnh mẽ hơn. Tiếp thu ý kiến Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính nhưng phải kiểm soát chất lượng thuốc. Về vấn đề các cái doanh nghiệp và đối với các cái đăng ký nộp lưu hành ấy, là chỉ có yêu cầu là họ nộp cái báo cáo lưu hành để đánh giá cái chất lượng an toàn thế nào. Và cái thứ hai là cái giấy phép lưu hành, cái CPP ở nước sở tại để biết rằng là cái thuốc đấy ở nước sở tại người ta vẫn đang còn lưu hành hay không. Và cái việc nộp hai cái giấy này chỉ để cho các cơ quan chức năng theo dõi, chứ không phải là để mà có cái vấn đề là dừng hay không dừng. Còn khi nào mà có phát hiện những cái vấn đề mà liên quan đến chất lượng thuốc thì lúc đấy Bộ Y tế có văn bản dừng thì lúc mới. Còn đôn đốc nó mang tính chất là tự động thôi, chứ không có cái ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp cả.